Hi, thì chào các bạn đã trở lại với channel của mình. Thì hôm nay mình sẽ đến với một cái tựa game khác, đó chính là Overwatch. Dạ, nghe ở đây chắc nhiều người biết rồi ha, tại vì game này cũng là nổi tiếng một thời luôn đấy. Mới nổi thôi, tự nhiên cái đến năm chừng mà hè năm nay là mình thấy bắt đầu, nhưng cái nó bắt đầu nó không còn nổi nữa. Cái lần lần với bây giờ nó lắng lại luôn. Mà mình thì bản thân mình mắc nó đắt quá nên mình đâu thể nào mình mua được. Khoảng như đó gần như 900 ngàn, mắc lắm. Cho nên mình sẽ đi thuê ạc thử để mình chơi coi nó như thế nào. Mình mới thuê chơi thử một trận để test cấu hình máy và đồ này nọ đó, test âm thanh các thứ, thấy khá ổn. Đồ họa epic nhưng mà chơi cũng khá ngon. Tìm phòng luôn thế. Hồi chiều mình tìm cho một cái nó ra được liền luôn. Thì cái tựa game này thì mình thấy nó về cái xét về độ hay thì nó hay lắm luôn á, nhưng mà sao tự nhiên cái dần dần nó không còn hay chơi nữa. Mình thì bản thân mình chưa có rảnh trò này mà mình mới thuê ạc về, mình mới chơi con chiều buổi chiều thôi à. Mới chơi thử con này. Game này giờ người Hàn chơi còn nhiều. Mười hai giây. Bên mình có một đứa game thi nè, cao bồi nè. Ok. One shot. Bị cái thời gian đợi vào chờ trận nó hơi lâu thôi. Làm một phút là nếu mà vừa chơi mà vừa quay phim mà full HD vậy luôn, nó cũng tầm 70 FPS trung bình, khá ổn rồi. Nhiều lúc nhảy lên 100 luôn chứ, nhưng mà nhiều lúc nó lại tuột xuống 70, và 70 như thấp nhất rồi. Ít nhiều xuống hết. Yeah. Trời, chưa chơi map này lần nào nữa. Cay thế. This time of year, the spiders come out to play. Lộn rồi. 10 giây. Cái map này hơi quen quen, như có lần clip mình thấy rồi. Ý. Cái thằng này dây thế. Biến đâu mất rồi. My ultimate is charging. Chạy gì chứ. Stop the payload là gì? Bắn hai phát vào đầu nó mới chết. Nửa cái thằng này đó. Mày đi, mày hồi máu ở đâu rồi, mày bắn rồi vậy? Trời, bay tới đây luôn. Mình chỉ đứng xa thôi, nhưng cái hồi nó nhảy lên chỗ của mình nhiều thế. Cái gì vậy? Sao tụi bay vô hết vậy? Không. Trời đất quỷ thần ơi. Trời đất ơi. Ha, vừa mới giết nó, cái nơi thằng nào giết lại mình. Ở đâu? À,
nó đặt được cái trái bơm nổ hay gì ai biết. Nổ, nó thả xuống cái nó chết cho nó giết mình. See through the dragons. Let the dragons. An inspired. Easy. Đứng mình thủ ha. Chết chắc. Thôi, giờ go quen. Thôi thôi không ổn. Cái gì thế? Ghê ba. Cái thằng này mấy lần luôn rồi đó. Nó hồi máu à. See that which is unseen. The payload has reached the chip. Kìa. Nó đẩy tới đây luôn rồi. Nó kêu mình stop cái này lại rồi đó. Ui, cái thằng này. Quá. Ui chứ kìa, mình đang bắn cái từ kia. Làm nhân vật này hơi bất lợi tí, nhưng mà chỉ có một con này mình chơi được thôi, chứ còn biết con kia nó biết chơi. Hay lên. Lên. Thôi đừng đi. Giờ đi xuống tụi nó thôi chứ dậy đâu nữa. Chết rồi. Nó bắn mạnh quá. Hay gặp mình đứng đứng ngay đó luôn bắn bắn nó. Như kiểu thách thức nó vậy đó, thấy không? Mình đứng yên như thách thức nó vậy. Here I am. Dừng nó lại. Tìm nó giỏi quá. Tìm quốc của nó hay. Chả biết đứng đầu canh cái tàu nữa. Tàu xong chết tôi nữa rồi. Theo. Chết mẹ. Có gì nào lên đi dưới đầu mình đó. Hay rồi, nó tới nơi rồi kìa. Hmm.
máu đầy rồi. Much better. Trời ơi, team ơi là team, ráng giữ đi team. Mau lắm ấy. Trời. Con gì bà đi sao nữa. Ê. Giết được đứa nữa. Không. Úi trời đất ơi. Nó nghe rồi chạy không kịp. À này nó tự động đi tới, hay thế. Gà game đa dạng ha. Một phút ba mấy giây nữa. What the fuck. Thua rồi. À chơi này có thằng trận cũng thua nữa. Đấy. Play of the game. Đi về. Biết về nó gì cơ. Nerf this. Chờ coi. Gì thế. Vậy mà thua đó. Ok, trải nghiệm game thế là xong. Thì theo cảm nhận của mình ha, game còn khá hay chứ, mình thấy hay thiệt luôn á. Nhưng mà sao mình không biết sao mà lại ít người chơi đi ha. Thôi thì cũng clip cũng tới đây ha. Cảm ơn tất cả các bạn nào đã xem clip của mình nha. Nhớ like cũng như subscribe để ủng hộ mình, để mình làm thêm được nhiều game hơn nữa nha. Cảm ơn tất cả các bạn nha. Bye bye.